Và cái đoạn này các em thấy nét nét liền nè, là mình không được đi ra nha, ra vào chỗ chỗ đoạn này nha. Nếu có lỡ cái anh nào cú hồi nãy mà chưa ra kịp á, lên trên này mà ra một cái là bị dính liền. Và cái anh nãy đứng ra là cái nhà nãy thấy anh đứng ở chỗ đó, đó là thông báo phía trên này chắc chắn có giao thông. Bằng chiếu à, phải đó không thầy? Đó thấy không, một dãy các anh giao thông đang đứng nè, à cả nhà thấy chưa? Đó là cái lộn vừa rồi đó, có thể là bị phạt rất là nhiều trường hợp, nghĩa là đi ra cái đoạn đó nha. Chỗ này giờ mình chạy qua luôn thầy? Chạy qua luôn, không thu phí này, đâu có thu phí đâu à, không qua thoải mái. Ơi, chào cả nhà nha. Nay nhân có dịp đi xuống khu vực miền Tây thì đây là đoạn đường dẫn mình cùng với bạn học viên đi vào đường cao tốc. Đây là cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Dạ. Thì trên cao tốc mình sẽ có hôm nay nhân sẽ chia sẻ một số điểm lưu ý dành cho anh chị nào mới nhận bằng mà lần đầu tiên mình khi chạy trên đường cao tốc nha. Rồi, cả nhà cùng theo dõi hết video này nha. Bây giờ mình bắt đầu đi vào đoạn đường dẫn khi đi vào đường đoạn cao tốc ha, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thì hầu như tất cả anh chị mình ở khu vực miền Tây, hầu như anh chị mình đều biết cái đoạn cao tốc này hết rồi nha. Hiện tại giờ khu vực miền Tây mình cao tốc là về tới được cầu Cần Thơ, mình sẽ nối tiếp nhau là tới Trung Lương đúng không? Rồi tới Trung Lương Mỹ Thuận. Và tiếp tục đó là tới Mỹ Thuận Cần Thơ. Đó. Rồi về từ Sài Gòn mình về Cần Thơ thì rất là gần ha. Đi hầu như đi cao tốc tới cầu Cần Thơ luôn. Anh em và hai làn đó thầy. Thì chuyển sai nha. Khi mình ôm phải ra mình đi vào làn phía trong trước nha em. Sau đó em mới chuyển ra. Nãy em chuyển là hơi rộng quá. Nếu mà như vậy mình có bị phạt không thầy? Không, đó không, mình sẽ không bị phạt. Mình là xe ô tô mà thì hai làn này đều mình đi được hết. Đó. Nhưng mà khi mình đi qua bây giờ tại giao lộ nó có tín hiệu đèn thì nó dễ, một số giao lộ nó có tín hiệu đèn em chuyển như thế, em rẽ như thế thì làm ảnh hưởng một số luồng xe đang đi ngược cùng chiều bên trái của mình á. Yeah. Đi thẳng họ sẽ làm ảnh hưởng tới một số luồng xe như thế thì rất nguy hiểm đó. Trước khi vô cao tốc thì cái làn này mình được chạy bao nhiêu này? Đoạn này mình đi 60. Đây mình đi ra nó sẽ có biển 60, đoạn này mình đi 60 nha. Rồi hiện tại bây giờ á, theo như chia sẻ của một số anh bác tài á, thì nó sẽ có qua cái ngã tư đèn xanh đỏ mà gần ngay gần trạm thu phí á, thì chỗ đó anh em mình lưu ý một điểm nha. Thì để đây thầy hướng dẫn em cái điểm đó mình lưu ý ha, chút xíu qua đây mình chuyển vô làn trong cho làm bên phải nè cho dễ nhìn thấy một tí. Thì cứ đi tôi sẽ tải nó đi bình thường rồi chuyển sang. Ủa đường giờ mình vô đường cao tốc mình lưu ý cần lưu ý gì thầy? Thì điểm đầu tiên khi vào đường cao tốc, hiện tại đường cao tốc bây giờ thì thu phí tự động ha, chỉ có thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương này là hiện tại là nó không còn thu phí nữa. Thì trước khi đi vào đường cao tốc kiểm tra cái ví điện tử của mình á, VTC hoặc EPAS là mình có đủ tiền để đi qua trạm hay không, và đó điểm lưu ý đầu tiên cao tốc buộc của mình nha. Rồi thì khu vực miền Tây của mình á thì hiện tại bây giờ nó có 3 tuyến cao tốc đó, thành phố Hồ Chí Minh nè, đi thẳng về thành phố Hồ Chí Minh nè, Trung Lương nè, Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ. Thì hiện tại về cái tuyến mà thu phí đó là Trung Lương và Mỹ Thuận, và tuyến này là 101.000. Dạ. Thì cái đoạn thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương này chưa thu phí. Rồi qua khu vực này em chuyển qua cái làn phải nha. Rồi chuyển được chưa thầy? Suy nhanh quan sát nha, xe có phía sau bên hông của mình hay không đó. Chuyển qua làn phải thì cái đoạn đường dẫn này nè, sẽ chia sẻ của một số anh em bác tài á, thường đi thường xuyên, nó sẽ có điểm lưu ý dành cho cả nhà mình nè. Nha, đoạn đường dẫn vào chỗ này nó sẽ có điểm lưu ý nè, qua cái đèn xanh đỏ chợ điểm như chỗ này. Đây là biển chỉ dẫn các phương tiện được phép đi vào đường cao tốc nè. Đó, thấy chưa? Cái em nhầm xi nhan thầy ơi. Trời ơi, lại nhầm xi nhan nữa hả? Hồi đó có học thể dục không? Trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải nè. Đó, thấy không? À, chắc là lớp cúp cua, lớp thể dục đúng không? Không, em hay nhầm thầy.
giờ có cách nào cắt bột này? À, có một cách thôi, để về làm một cái biển á, ghi ghi trên tay nè, trái phải trên này nè, nhìn là thấy. Dạ. Có bị Covid không? Có thầy, lần trước em bị Covid thầy. Hết chưa vậy? Hết rồi. Nó tưởng chưa hết nguy hiểm lắm á nha. Dạ. Đi xuống xe liền luôn á. Rồi, qua ngay chỗ này thì cả nhà mình có điểm lưu ý nhỏ nhỏ nè. Ở đây mình lưu ý gì thầy? Đây, trước tiên là qua đây nè. Nếu không thì xe máy thì nhớ nha, từ đoạn này là mình cấm xe máy nha. Nè, mình cấm nè. Đây. Đó. Ví dụ nếu có lỗi chạy vào thì sao này? Đó, gặp cái anh màu vàng vàng đó đứng đó đó. Anh hỏi thăm. Anh hỏi trong ví nữa còn củ hoa nhiều hay không. Rồi, điểm lưu ý là chỗ này nè, cái đoạn này nè, cả nhà lưu ý một cái đoạn dài luôn. À. Cái khúc này là nét đứt. À, để xe ra vào nè, có mua nước uống hay sao nè, đó có phúc hay là cái anh bắt tài này ha. Dòng này đang bán nè, đó như anh này là ra vào thoải mái. Nhưng khi mà di chuyển gần lên trên phía này tí, và lưu ý nha, nếu mà có chuyển cái đoạn này, tại đoạn này đang nét đứt, mình di chuyển qua lại các làn được, những làn được. Nhưng đi đến phía trên này nè, anh để cho hoàn tạm công, nó khoảng cách ra đi cho mình dễ thấy. Rồi đi. Một đoạn dài lắm. À, là mình được ra vào thoải mái. Ở đoạn này hả thầy? Đoạn này nè, vẫn còn nét đứt, mình ra vào thoải mái. Đó, em thấy là có một cái người đang đứng nè. À, không biết đứng đây làm gì đây. Ngồi đây biết đây nè. Đó, một anh đó, thấy không? Và cái đoạn này cả nhà thấy nét liền nè. Là mình không được đi ra nha, ra vào chỗ đoạn này nha. Nếu mà lỡ cái anh nào khúc hồi nãy mà chưa ra kịp á, lên trên này mà ra một cái là bị dính liền. Và cái anh nãy đứng nè, cái nhà nãy thấy một anh đứng ngay chỗ đó, đó là thông báo phía trên này chắc chắn có giao thông. Bằng chiếu. À, phải đón không thầy? Đó, thấy không? Một dãy các anh giao thông đang đứng nè. À, cả nhà thấy chưa? Đó, là cái đoạn vừa rồi đó có thể là bị phạt rất là nhiều trường hợp. Nghĩa là đi ra cái đoạn đó nha. Chỗ này giờ mình chạy qua luôn thầy? Chạy qua luôn, xong thu phí này đâu có thu phí đâu. À, không qua thoải mái. Đó, ra đón một anh rồi đó, thấy chưa? Đó. À, chắc chắn là dính trường hợp hồi nãy. Đó. Còn số trường hợp gì phía trên báo. Đó, dính phía sau hai ba ông luôn, thấy không? Nhìn gương thấy không? Đó. Là chạy nét liền đó thầy. Ừ, khả năng là đè bạch liền hồi nãy. Đó. Mình phải bao nhiêu thầy? Phải bao dính tốc độ. Đó, đè bạch không tương hồi tướng thủy bạch cái được. Hoặc chuyển làn lỗi vào lỗi không tương hợp tích hệ qua đường, hoặc là chuyển làn ở những nơi không được phép chuyển làn. Bây giờ em chạy thử được không thầy? À, mình vào cao tốc rồi nha em. Và làn bên phải là làn dừng khẩn cấp nha. Nha, làn này mình không được đi nha. Ví dụ khẩn cấp mà mình được vô thầy? Chuyển hành xe của mình gặp một số sự cố khi di chuyển trên đường, hư hỏng, tai nạn thì mình mới được quyền sử dụng cái làn bên phải này nha. Còn trường hợp mình thấy cảnh này đẹp quá, phóng xuống chụp ảnh đó, nói gì đó là không có được nha, đó là sai nha. Rồi bây giờ mình lên cao tốc rồi, tốc độ tối thiểu mình cần lưu ý một số điểm nè. Đầu tiên mình phải giữ khoảng cách với xe phía trước. Yeah. Khoảng cách an toàn của xe phía trước nha. Khoảng cách về cái khoảng cách an toàn nó có quy định ở cái mục ở trong cái phần lý thuyết của mình á nè. Tốc độ từ 60-80 là như đây 55m nè. 80-100 là 100m nè. Tại 70m nè. À, 80 đến 100 đó là 70m nè, 100 đến 120 đó là 100m nè. Đó. Và điểm thứ hai cần lưu ý nữa là tốc độ tối thiểu, tốc độ tối đa. À, ở tuyến này thì mình đang bị giới hạn tốc độ tối thiểu đó là 60 và tối đa đó là 100. Thầy. Dạ. Em chạy 55 được thầy. 60 chạy 55. À, ví dụ dưới tốc độ tối thiểu mình vẫn bị phạt nha. À, dạ. À, trừ một số trường hợp thì kẹt xe hay vấn đề gì đó thôi. Còn chẳng hạn như lưu lượng chuyển xe được, lưu lượng quan sát an toàn chuyển làn, lưu lượng xe của mình á nó thông thoáng thì bắt buộc mình phải đảm bảo tốc độ đúng như tốc độ quy định của tuyến đường. Đó. Và em nhìn nè, ở phía trước á nó sẽ có cái biển màu đỏ kìa, biển gì đây, biển bao nhiêu đây? 80 này. À, đó, hạn chế màu dưới 80 nha. Dạ. Đó. Rồi, phía trước là biển nhiêu đây? Em nhìn nè. 60. Dạ. Đi đúng tốc độ này, yeah. Hạ ga xuống và đúng tốc độ.
Rồi qua cái đoạn này đúng tốc độ 60, dưới tốc độ 60 đó. À dưới 60 đó thầy. Đúng rồi, biển hạn chế tốc độ tối đa mà. À dạ. Em đang điều chỉnh tốc độ. Rồi. Rồi. Nếu mà đi tốc độ chậm gì mà cứ chuyển về làn phải đi nha. Dạ. Rồi xin nhanh chuyển về làn phải đi. Đó. Rồi điểm thứ ba đó là về quy tắc nhường đường của mình á, khi dân hỏi giao thông khi đi ra đường, xe mà di chuyển tốc độ chậm phải đi về phía bên phải. Yeah. 60 nha, sẽ đảm bảo tốc độ nha. Chết rồi. Em lo nói em nghe thầy nói. Nghe những chân đứng đạp. À dạ. Yeah. 10 cây số là nguy hiểm là 900.000 đó. À dạ. Đó em thấy cái phương tiện nó đang đi không? Đó, đảm bảo tốc độ mình dưới tốc độ tối đa quy định. Rồi em nhìn từ xa nè, nó sẽ có một cái biển gì đó, biển gì đây? Hết mọi lệnh cấm đó thầy. Đó, hết mọi lệnh cấm, có nghĩa là qua mặt biển đó là cái phần hạn chế tốc độ 60 á, đã hết hiệu lực rồi. Dạ. Thì em được chạy lên tốc độ tối đa quy định của tuyến đường là bao nhiêu đây? Dạ. Đó là 100. Dạ. Dạ. Rồi, tốc độ xong rồi, khoảng cách an toàn xong rồi. Giờ tới là cái quy định về vượt xe. Dạ. Thì trên đường cao tốc nó sẽ có một số phương tiện đi chậm, đi nhanh. Đó. Thì chẳng hạn như phương tiện đang di chuyển ở làn của mình đi, mà nó di chuyển tốc độ 70 thôi. Mình muốn nhanh, đường thông thoáng, đủ điều kiện an toàn, mình đi nhanh, thì mình phải vượt chuyển làn khác. À, mình chuyển cái làn tốc độ cao hơn để mình đi qua nó. Thì em giờ cố gắng đi lên để tìm một phương tiện nào đó để mình thực hành vấn đề này. Đó, các phương tiện mình là mình đi chậm đúng không? Các phương tiện mình nó vượt lên là thấy chưa? Đó. Lúc còn chậm thì em nhanh, lúc còn nhanh em chậm này. À, phải điều tiết cái chân ga lên. À, dạ. Rồi điểm ga lên. Đó. Cái này mình chạy được 100 đó thầy. Đoạn này nó tối đa là 100 nha. Dạ. Tuyến này mình được chạy 100. Ở đây mình có bị bắn tốc độ không thầy? Có chứ. Cam nè. Bấm hoàng cam rất là nhiều. Tại mới vừa đi qua trạm thu phí em thấy không? À. Đó. Cái anh đang làm việc ngày và đêm. Ví dụ cái làn trong này xe cấp cứu chạy được thôi. Được, đó là một cái những xe ưu tiên được quyền sử dụng nha. Dạ. Đó, được quyền chạy vào làn sự cố. Thầy hướng dẫn em riếp xe đi thầy. Riếp hả? Dạ. Chút lên cao tốc riếp. Riếp xe em tròn luôn. À, chạy chưa được nó bắt đầu riếp rồi. Em thấy là hay riếp thầy, có thầy cũng dạy riếp á, thầy không biết riếp thầy. Để cho thầy học khóa riếp cái. Yeah. Để học chứng chỉ riếp xe cái nha. Dạ, dạ. Học ở đâu thầy, cho em học không kém thầy. Để học rồi thầy chỉ cho. Dạ, dạ. Rồi, khi nhập làn cao tốc nè. À, mình có làn tăng tốc nè, em phải cho xe chạy trên làn đường này trước. Làn đường này thầy? Đúng rồi, tăng tốc độ lên. Dạ. Tốc độ vượt qua 60, đồng thời bật xin trái. Quan sát xe bên trái, đầu chuyển ga dần. Dạ. Dạ. Chứ không phải cái ào từ cái lối vào nhập vô luôn nha. Dạ dạ. Đó. Mình phải đi từ từ nó. Ở đây mình chạy bao nhiêu thầy? 100 này cũng giống cao tốc hồi nãy mình đang đi xuống thôi. Dạ. Đó là nó ra là 100 có nghĩa là 60. Dạ. Mình sắp ra khỏi cao tốc rồi thầy. Thầy có muốn chốt lại vô thầy. Rồi, tới đây là mình là kết thúc đường cao tốc ha. Dạ. Thì trên đường cao tốc nó sẽ có mình sẽ gom lại một số điểm lưu ý nè. Thầy nhớ là đầu tiên phải là tốc độ. Tốc độ trước cái đảm bảo tốc độ quy định tuyến đường cao tốc hoặc một số điểm nó bắt buộc mình phải hạ tốc đó. Yeah. Luôn luôn đảm bảo tốc độ. Thứ hai nữa là khoảng cách an toàn với các phương tiện đang đi cùng chiều của mình. Yeah. Yeah. Cùng làn, nhất là cùng làn trước đó. Thứ hai là khác làn. À. Yeah. Rồi điểm thứ ba nữa là về cái chuyển làn. Yeah. Đầu tiên chuyển làn phải đảm bảo được tính an toàn cho mình trước. View mình thì các phương tiện đang di chuyển ở làn kế bên. Yeah. Đó thì quan sát an toàn giữa chuyển làn tuyệt đối không chuyển ẩu nha, để giảm phụ nhiều vụ tai nạn đó. Các anh đang làm nhiệm vụ ở nhà thấy này rất là nhiều nha. Yeah.